Hello mọi người, thì bây giờ là 3 giờ sáng. Hiện tại bây giờ là 3 giờ sáng, bọn mình đang có mặt ở cầu Đất La. Đây thôi mọi người. Giờ này đường tối mọi người, mỗi kia nó cho là sáng. Mình mới từ trong đó ra. Mình mới ở trong ra. Mình đang ở trong đó ra. Đang xích tôm tự nhiên bị đuổi ra này mọi người. Ok, mình thấy chỗ ngủ mình chưa có cái mùng gì. Ờ thấy rồi. Ngoài đó. Ủa đang có làm tới mức độ đó tay chứ. Ủa gì vậy? Mọi người hãy đón xem hành trình lên núi của tụi mình nha. Hành trình. Tụi mình đi cho nhẹ. Mọi người hãy đón xem hành trình chích kênh của tụi mình trong vòng 3 tiếng nữa thôi. Mọi người sẽ nhìn thấy. Chị thấy tụi mình lên đỉnh. Chị thấy tụi mình lên đỉnh nha. Rồi mọi người đợi xíu. Ấy có trong cây quay phim được. Có. Nó nghiêng thì sao? Tầm chưa? Tầm đầu tiên rồi. Rồi cố lên nha. Đây, chinh phục đỉnh Phan Xi Păng đây mọi người. Đó, nằm sẵn đây luôn. Đây, mặt cánh móc luôn. Đó, sao hả? Cái nhắc bạn sao quê? Sao quê đi quê? Rồi, Thỏ sao? Trời, hôm nay không có hai đứa thì sao? Anh Thảo sao? Anh bình thường rồi, bình thường. Anh Nguyên? Bình thường. Rồi hả? Thường này đó mọi người, tức là sẽ có một cái bên đó. Đây mình hai cái đồ khác nhau luôn nè. Rồi xong rồi má ơi. Xài lắm luôn á. Tất nè. Ôi, hẹn giờ trong xe đi đâu. Ủa sao sao nghĩ người ta. Rồi xong luôn, hai cái nhét ra nè. Cái gì? Xong đây bỏ mọi người. Tôi phát triệu. Phát triệu mất cả lăng tơ. Không có đường đâu mà đi đó. Xong rồi chích lấy cầm mọi người. That is my little gift for your life. Many times.